Kính chào tất cả các bạn, lâu quá rồi không gặp các bạn, không biết các bạn có khỏe hay không? Riêng tôi rất khỏe, mặc dù công việc chuyên môn rất là mệt. Và bên cạnh đó tôi còn dành thời gian chắc chiêu từng thời gian quý báu của mình ra để có thể làm những video mà tôi thấy giá trị để gửi đến các bạn. Vì công việc này tôi rất là yêu thích nên tôi không cảm thấy mệt gì cả mà còn cảm thấy rất là sung sức và rất là khỏe khi được ngồi đây chia sẻ với các bạn. Và trước khi vào chủ đề chính, tôi xin nhìn bạn và nói về việc đăng ký. Tôi rất vui khi tất cả mọi người tham gia vào đại gia đình này vì nó vô tình sưởi ấm trái tim bé nhỏ của tôi. Đừng quên nhấn vào nút chuông đó vì khi có video mới ra, bạn sẽ nhận được thông báo và rất có thể bạn là người đầu tiên thưởng thức được video đó. Và hôm nay chúng ta sẽ bàn về chủ đề bỏ thuốc lá. Và tôi sẽ làm một chuỗi video gồm 6 video để nói về cách thức tôi có thể bỏ thuốc lá như thế nào. Và tôi cũng muốn gửi đến bạn như là một món quà mà tôi muốn dành cho những khán giả yêu quý, thân thương, thân thuộc đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Nên nhớ, bạn phải làm theo từng bước một. Và hãy xem video từ từ, từng chút một và hãy làm theo nó. Vì nếu bạn cho qua nhanh cái video đó, hoặc bạn xem video bước 1 xong bạn xem video bước 3, thì rất có thể bạn là người đầu tiên bị rối não và bạn sẽ bị tẩu quả nhập ma. Và rất có thể bạn sẽ hút thuốc nhiều hơn là hiện tại. Tôi không muốn điều độc hại đó xảy ra với bạn, nên hãy cam kết cùng nhau đi hết chặng đường 6 video này. Phương pháp này nó không chỉ là thực tế của chính bản thân tôi áp dụng và trải nghiệm, mà nó còn được rút ra trong phương pháp thôi miên tôi đọc được trong quyển sách này, Đánh thức con người phi thường trong bạn, của Anthony Robbins. Anthony Robbins, ông tin rằng mỗi chúng ta đều có một con người phi thường ở bên trong, và việc của mình là hãy đánh thức nó, trỗi dậy và cùng nhau làm những điều phi thường mà chỉ có những người phi thường mới có thể làm được. Bước này bạn cần lấy giấy và viết ra để trên bàn. Và điều này nó giúp cho bạn tự trò chuyện với chính bản thân mình, và bạn có thể rút ra được những gì của chính bản thân bạn. Đừng bắt chước và sao chép của tôi, vì mỗi người mỗi khác. Bạn có sở thích của bạn, bạn có nỗi khổ của bạn, tôi có đặc điểm riêng của tôi. Và sau video này tôi sẽ ví dụ cho bạn những ví dụ của tôi. Còn trước tiên bạn hãy lấy giấy và viết ra để ghi ra những điều cần thiết sau đây. Và nhớ ghi càng nhiều càng tốt, vì nó là dữ liệu rất quan trọng và nó là người bạn đồng hành của bạn trong suốt khoảng thời gian dài để bạn bỏ thuốc lá. Và bạn đã có giấy viết trên bàn chưa? Nếu có rồi thì hãy cùng nhau ghi xuống 3 điều. Điều thứ nhất, điều gì khiến bạn tìm đến thuốc lá và dẫn đến tình trạng nghiện ngày hôm nay? Điều thứ hai, lý do gì bạn muốn bỏ thuốc lá? Điều số 3, những điều khó khăn cản trở đang ngăn cản bạn không thể bỏ thuốc lá và ngày càng nghiện nhiều hơn. Và hãy cùng nhau ghi xuống 3 điều tôi vừa mới nói ở trên. Nên nhớ, mỗi điều bạn ghi càng nhiều càng tốt, vì nó không chỉ giúp bạn hiểu bản thân mình hơn, nó không chỉ giúp bạn có thể tự trò chuyện với bản thân mình, mà nó còn là một nguyên liệu kéo dài 8 năm trời trong quá trình bạn có thể bỏ thuốc lá. Vì một thực tế chứng minh, người bỏ thuốc lá được 5 năm vẫn có cảm giác thèm và vẫn có thể bị nghiện lại, và khi bị nghiện thì sẽ hút nhiều hơn lúc trước khi bỏ. Nên là tôi hy vọng rằng bạn hãy ghi thật nghiêm túc và hãy thật nhiều vào để có thật nhiều nguyên liệu để bạn có thể bỏ được thuốc lá. Và trong video này bạn không cần bỏ thuốc lá liền, nếu thấy thèm hãy lấy một điếu ra mà hút nhé. Và bây giờ tôi sẽ đợi bạn 2 phút để bạn có thể ghi ra những điều thầm kín bấy lâu nay mà bạn không có nhiều thời gian để có thể ghi ra.
và tôi sẽ chờ bạn 2 phút. Nên nhớ, ghi càng nhiều càng tốt, và những điều này chỉ có bạn mới biết. Hãy thành thật thú nhận với chính bản thân mình. Đã hết 2 phút rồi, và bây giờ cùng nhau vào câu chuyện thực tế của bản thân tôi. Xin tâm sự với các bạn, lúc mà tôi chưa biết hút thuốc thì tôi có đi nhậu với đám bạn thân của tôi, và tất nhiên tụi nó cũng hút thuốc lá, và mình cũng lấy thử một điếu mình hút. Và tất nhiên bạn nào mới vừa hút thì không có kéo sâu vô phổi, mà mình hút vô xong mình phun ra, hoặc là mình hít vô xong mình thở ra bằng mũi, thì như vậy nó sẽ không thấm vô phổi nên nó sẽ không có tác dụng gì cả. Và những người hút thuốc lâu năm hoặc là những người biết hút thuốc, người ta nhìn vô người ta sẽ biết. Và tất nhiên những thằng bạn tôi nó đã đoán ra là tôi không biết hút thuốc, nên là nó nói mày hút vậy phí thuốc của tao quá, tại vì lúc đó chưa nghiện nên đâu có tự bỏ tiền túi ra mua đâu, lấy của tụi nó hút. Thì sau đó thì tụi nó mới nói nè, hút là phải về nè, hít vô xong rồi phải kéo vô phổi xong rồi mới thở ra, nó mới thấm được vô phổi thì nó mới có tác dụng. Thì tất nhiên lần đầu tiên kéo vô sặc nên là tụi nó cười, nên là mình về và về mình tập. Thì các bạn biết sao không, mỗi lần mà căng thẳng á, mỗi lần mà áp lực công việc á, mỗi lần mà có deadline hoặc là có chuyện buồn gì á, mình đều lấy thuốc lá ra mà hút, mà mình nghiện lúc nào cũng không biết luôn. Và từ đó tôi bị nghiện thuốc lá. Và cái điều số 2 của tôi là khi mà tôi muốn bỏ thuốc lá là do cái vấn đề là, thứ nhất là hơi thở của mình bị hôi nè, cái thứ hai là tôi không muốn bị phụ thuộc vào thuốc lá mỗi khi mà tôi căng thẳng nè, hoặc mỗi khi tôi lái ô tô, hoặc mỗi khi tôi chạy xe máy. Như bạn nào đó nghiện thuốc lá bạn đã biết, thì khi mà mình hút thuốc á, mà mình đang vừa chạy xe mình vừa hút thuốc thì rất là sướng. Và khi mà mình lái xe mình cần phải tập trung á, nên là mình hút thuốc á, mình sẽ tập trung được. Hoặc là mỗi lúc mình căng thẳng mình cũng hút thuốc, mà mỗi lúc mình vui mình cũng hút thuốc. Nói chung là nó thành một thói quen luôn. Hồi đó thì tôi hút một ngày gần 2 gói luôn, là cứ 15-20 phút hoặc là 30 phút là tôi lại hút một điếu. Nên là khi mà lúc đó là bị nghiện nặng, và mình cảm thấy á, là mình hút quá nhiều. Sáng ngày mai á, mình dậy á, mình cảm thấy là cái hơi thở của mình nó rất là ngợp. Và sau khi hút xong á, thì cảm thấy là nó được hưng phấn trong cái lúc hút á, nhưng mà sau khi hút xong á, thì cảm thấy là phổi không có đủ oxy để thở, nên là mình cũng không muốn là cái tình trạng nó xảy ra nữa. Và kèm theo nữa là trong lúc hút á, thì năng lượng á, sự hưng phấn nó lên rất là cao, nhưng mà sau đó một vài phút á, thì hút xong á, thì nó lại tụt năng lượng lại và nó cảm thấy rất là mệt lại. Nên là
tôi không muốn phụ thuộc vào điếu thuốc lá nữa. Kèm theo một vấn đề nghiêm trọng nữa, đó chính là không phải về vấn đề sức khỏe mà là vấn đề của những người mà không hút thuốc hoặc những người xung quanh khi mà nhìn mình á với một cái con mắt kỳ thị vô cùng, và họ che mũi nè, rồi họ lảng tránh hoặc là họ nói những câu là hút thuốc thì đi ra ngoài hút chứ đây đang là phòng làm việc hoặc là đây đang là gần chỗ này chỗ kia. Bởi vậy mỗi lần mà mình hút thuốc á, mình cảm thấy mình bị kỳ thị như thế nào á, mình cảm thấy rất là khó chịu, vì vậy mình muốn bỏ thuốc. Đó là cái số 2, là lý do tôi muốn bỏ thuốc. Còn cái số 3, những rào cản lúc đó của tôi mà khi mà bỏ thuốc không được hoặc là bỏ thuốc chừng 2-3 ngày là mình lại hút nhiều hơn, đó chính là dự án công việc của tôi rất là nhiều, rất là deadline, rất là căng thẳng và cần sự tập trung rất là cao độ, nên không có thuốc lá mình sẽ không tập trung được. Và bạn bỏ thuốc lá thì tất nhiên là mấy ngày đầu bỏ thuốc lá nó rất là thèm ăn nè, rồi nó dễ buồn ngủ nè, rồi nó bị chát miệng, rồi nó nổi da gà, nó rất là khó chịu. Nếu mà bạn nào đã nghiện thuốc lá và đã bỏ 1-2 ngày đầu thì bạn sẽ có chung cảm giác đó. Còn cái số 2 mà tôi bỏ không được, đó chính là những người đồng nghiệp xung quanh hút rất là nhiều. Và khi họ hút như vậy á, mình thấy là mình rất là thèm. Và mình cảm giác là, ủa mình cũng đâu thiếu tiền đâu, gói thuốc có mấy chục ngàn, nên là không bỏ được, lại mua gói thuốc khác mà hút. Còn cái số 3 là lúc đó gia đình tôi thường xuyên căng thẳng. Và mỗi lần mà căng thẳng, mà mỗi lần buồn như vậy á, thì mình lại tìm đến thuốc lá. Và cái thứ tư là thời gian rảnh lúc đó rất là nhiều. Bạn thấy nghịch lý không? Công việc thì rất là căng thẳng mà thời gian rảnh thì rất là nhiều. Tại vì sau khi mà công việc xong rồi á, là ngày làm 8 tiếng á, thì bạn sẽ có dư 8 tiếng nữa buổi tối để mà bạn có thời gian rảnh, thì lúc đó xem phim thôi, rồi chơi game thôi. Thời gian rảnh rất là nhiều, chứ nó không có phải như giờ là đọc sách nè, làm YouTube đồ, cần sáng tạo rồi nè. Nó là thời gian rảnh rất là nhiều. Thằng rảnh thì làm gì? Hút thuốc. Nên là đó là bốn lý do chính của tôi. Là thứ nhất là do nhiều dự án, công việc, nhiều deadline. Thứ hai là do đồng nghiệp xung quanh hút quá nhiều. Thứ ba là gia đình căng thẳng. Còn thứ tư, thời gian rảnh quá nhiều. Thì đó là những cái khó khăn, những cái trở ngại của tôi khi mà tôi muốn bỏ thuốc nhưng không bỏ được. Và tôi đã ghi ra ba điều của tôi. Bạn đã ghi ra được ba điều của bạn hay chưa? Nên nhớ ghi càng nhiều càng tốt. Và bước này, bước số 1 này, không cần bạn phải bỏ thuốc. Nên nhớ, nếu hãy thèm thuốc thì bập một điếu cũng được. Mà nên nhớ hút ít ít thôi. Và chúng ta sẽ cùng nhau vào bước số 2. Cảm ơn bạn đã xem đến hết video. Trong thời buổi 4.0, nếu không đăng ký thì sẽ dễ lạc mất nhau lắm đấy. Vì vậy hãy nhấn vào nút đăng ký bên đây. Còn nếu video của tôi có lỗi gì, hãy mạnh tay comment xuống cho tôi biết, để tôi có thể được điều chỉnh để gửi đến những giá trị tuyệt vời nhất dành cho bạn.